Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái series cho bạn Preview Tut, một con sâu người ngoài hành tinh nhá. Ôi, nhanh thế nhờ. Một pha quay xe quá nhanh, quá nhanh và nguy hiểm. Và con sâu này là quá dẻo luôn, như một vận động viên uốn dẻo. Quay đông thế nhờ. Quay nguy hiểm thật đấy. Vâng, đồ ăn miễn phí. Chúng ta đã có đồ ăn free rồi. Một con sâu vừa mới tông vào đít mình. Vâng, đít mình mà cứ tưởng là bánh hamburger các bạn ạ. Mấy cái con sâu này cứ nào vào đít. Lụ chảo. Một pha bò cua sát sát luôn. Wow, một con sâu siêu to khổng lồ. Hai con luôn à. Ây da, khét thế nhờ. Lụm chào ngoài hà bưởi. Thành niên top 1 server ở đây. Chúng ta còn một con nữa. Để coi xem em ấy trốn đi đâu rồi. Mới thấy ở đây mà chạy nhanh thế nhờ. Lại một thanh niên đã tông vào đít mình và tự sát. What the hell? Ây da, nguy hiểm. Có đồ ăn free rồi. Đây gọi là không ra mà cũng có ăn này. Uầy, nguy hiểm thế nhờ. Vâng, liên tiếp là những pha quay xe đi thẳng vào lòng đất. What the hell? Và cái khe nó quá hẹp luôn các bạn ạ. Rất may cho pha vừa rồi. Một pha quay xe phải nói là rất may mắn. Thế nhìn áo trắng này khá là nhoi. Đấy rồi, thế nhìn đã bắt đầu quay xe rồi. Pha này thì toang rồi các bạn ạ. Pha này thì chỉ có một cánh mới thoát được thôi. Lụ chảo. Và một con sâu siêu to khổng lồ. Chúng ta phải tranh thủ thôi. What the hell man. Ây da, cái ngã ba kìa. Ba con sâu nó chụm đầu vào nhau.
Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với một trận đấu nữa. Vâng, ba cái đầu nó chụm vào nhau, không thể nào mà thoát được. Mày hà bưởi, bưởi với chúng tôi. Và một thanh niên áo cam. Áo cam này thì áo cam. Đây giờ một con sâu cowboy siêu to khổng lồ. Mình phải đi trả thù nó các bạn ạ. Chạy đi đâu bây giờ? Cái thanh niên nòi nhòi này. What the hell man? Thanh niên quay xe nhanh thế nhờ. Ây da, khét thật sự luôn các bạn. Không hợp lý cho pha vừa rồi. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với một trận đấu nữa. Lúc chào mày hà bưởi. Họ xanh với chúng tôi à? Trận này phải lấy lại những gì đã mất. Wow, nguy hiểm thế nhờ. Mèo Simmy này. Wow. Ok đây rồi. Thanh niên đã bị bao vây. Và bao vây khét nẹt. Lũ chảo nòi nhòi với chúng tôi. Nòi nhòi với chúng tôi quầy. Hai con nó lao vào các bạn ạ. Khá nguy hiểm cho phòng rồi. Còn chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của ngày hôm nay. Chạy đi đâu với con sâu này. Toang rồi. Vâng, một con sâu cuốn. Thanh niên sâu cuốn đã bị bùa vây. Lũ chảo. Một chú cún rất đẹp. Vâng, các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào thích mình làm video thì cứ để lại comment, mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Wow, khét thế nhờ. Thanh niên vừa mới hồi sinh xong. Một pha hồi sinh phải nói là đi thẳng vào lòng đất.
lu chả không anh hà bưởi. Ăn hôi đồ ăn của anh à. Hoàng đấy rồi. Lại một thanh niên áo xanh. Một con sâu ngơ ngác. What the hell man. Bam. Đông thế nhờ. Không kịp trở tay cho pha vừa rồi. Lụm chảo ấy da. Mày hả bưởi. Nói nhoi trước mặt anh à. Vòng pha quay xe khét mù. Top 1 của chúng ta đi đâu hết rồi nhỉ? Trốn đầu kỹ thế nhỉ? Không thấy con nào cả. Quay đèn thế nhờ. Và một pha quay xe không hợp lý. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.